Thưa quý vị, kể từ hôm nay mùng 1 tháng 8, công chức cấp xã sẽ có 6 chức danh, không còn chức danh trưởng công an xã. Nghị định 33 của Chính phủ quy định về cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Theo đó, công chức cấp xã có 6 chức danh sau đây: 1. Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự, 2. Văn phòng thống kê, 3. Địa chính xây dựng đô thị và môi trường đối với phường thị trấn hoặc địa chính nông nghiệp xây dựng và môi trường đối với xã, 4. Tài chính kế toán, 5. Tư pháp hộ tịch, 6. Văn hóa xã hội. Như vậy, so với quy định hiện hành, công chức cấp xã không còn có chức danh trưởng công an xã. Theo Bộ Nội vụ, việc không quy định chức danh công chức trưởng công an xã là do đã bố trí công an chính quy ở xã.